Bây giờ mình nói về cái đầu tiên, hôm nay có thể học hai bài rưỡi. Bài đầu tiên là bài viêm phổi phụ. Viêm phổi phụ là cái bệnh rất là hay gặp ở phụ nữ. Còn theo các anh chị phụ nam có bị không? Lâu lâu có, lâu lâu có là nạn nước và đường cái con lúa về đầu phụ nam. Rồi, thì cái viêm nhiễm phụ chậu gặp rất là nhiều. Cái từ chuyên môn người ta hay gọi là PID, tức là cao huyết inflammatory disease. Thì thông thường là nó lây qua đường từ đường chúa và đa phần thì tác nhân của nó là bọc cầu và chlamydia. Thì nó là một cái nhiễm trùng, nó do quan hệ cho nên thông thường nó là nó đi trực tiếp qua cơ thể và nó qua nội mạc tử cung. Và như vậy thì thông thường thì nó sẽ bị hại trong khi nó đi qua nội mạc tử cung. Còn cái chuyện mà nhiễm trùng từ một cái ổ như nhiễm kế cận thì rất là hiếm gặp. Rồi, nhiễm trùng qua đường máu cũng rất là hiếm gặp và thường là do nào? Lâu lâu mình có bị cái nào sinh dục nhưng mà gần đây thì cái rất là ít. Như vậy thì tóm lại là tổn thương thường là từ cả hai bên. Người ta ghi nhận rằng là sự hiện diện của vòng tránh thai đang làm tăng nguy cơ viêm nhiễm trọng. Tại sao vòng tránh thai nó làm tăng nguy cơ viêm nhiễm trọng? Thầy nói có nửa câu rồi, tôi nói hết rồi đúng không? Tại sao? Tại sao vòng tránh thai nó làm tăng nguy cơ viêm nhiễm trọng? Cái bài này nó không dành cho cái chương trình để các bạn, nó thuần túy về chuyên môn nên tôi nói hết ha. Bây giờ các em phải biết rằng là cái môi trường âm đạo là môi trường sạch hay dơ, vô trùng hay là không vô trùng. Còn nói sạch sau đấy dơ thì các em mấy chị em phản ứng nhưng mà thực ra môi trường âm đạo là môi trường cực kỳ dơ, đúng không? Nó không có vô trùng, đúng không? Mà cái môi trường lòng tử cung là vô trùng, đúng không? Tại vì sao? Cái lòng tử cung nó không tương đối đồng bộ, đúng không? Ai còn chứng có thông thương đầu bụng, nếu không tin mình cứ nặng mình đặt cái một cái catheter vào trong bụng cung mình bơm cái bàng quang thôi nó sẽ chạy được đầu bụng, đúng không? Như vậy vậy thì cái gì nó làm cho ngăn cách giữa cái môi trường vô trùng và không vô trùng? Hỏi thì bình thường mình biết rồi, vệ sinh lý nó sẽ có cái nút nhạc ở ngay cái cổ tử cung, đúng không? Bình thường cái nút nhạc đó nó ngăn giữa cái môi trường ngoài và môi trường trong, đúng không? Thế thì khi mình cho một cái vòng luôn luôn nó sẽ có một sợi dây nó đi đâu, nó từ cái vùng từ trong từ cái đuôi của cái vòng này nó thầm ở trong cái đạn nó nằm, đúng không? Đó, thì như vậy thì vi trùng nó bò theo cái đường nó như con, rất là đơn giản, hiểu ý không? Rồi nó bò rồi cho nó hình tượng con, nhưng mà thực tế là nó lây truyền của cái dây đó nó sẽ đi vô. Cho nên rằng là khi mình có vòng cánh hai là mình không thể nói rằng là người nào có vòng cánh hai là đầy đủ hết, không, nhưng mà nó tăng cái nguy cơ viêm nhiễm trọng. Tăng nguy cơ viêm nhiễm trọng thì nó sẽ tăng thêm một cái nguy cơ gì kế tiếp nữa? Cái nguy cơ kế tiếp là bài sắp tới mình học là thai lạc chỗ. Tại sao vậy? Tại sao tăng nguy cơ thai lạc chỗ? Tôi sẽ giải thích cách hai lần, lần này và cái lần đến bài thai lạc chỗ. Cái gọi trứng cái đường trứng của nó mạnh như cái sợi chỉ, tức là nhiễm trùng như thế này, nó dễ nhung ra. Sau khi viêm thì nó làm sao? Hoặc là nó hồi phục hoàn toàn, hoặc là nó tan tác, hoặc là nó tắt, đúng không? Nhưng mà mình có hai bên, nếu nó tắt một bên bên kia nó làm gì? Nó có còn, nhưng mà cần thiết là nó tan tác. Nó tan tác là sao? Một con viêm trùng thì nó cho đi qua, nhưng mà một phần tử thì nó chặn lại, đúng không? Như vậy thì khi mà chàng đi tìm này thì nó cho đi tìm, tìm gặp nhau rồi cái phần là thành một cái phần tử thì đến đi ngược trở lại đến cái đoạn ngoài trứng là nó sinh 8, sinh 16 rồi thì bắt đầu nó bò ra rồi nó nghẹn lại. Đó là cái cơ chế thứ nhất của cái thai ngoài khi mà
cơ chế miễn dịch. Má ơi, lần đầu tiên nghe nói. Không phải. Không cho làm phẫu. Mình nói đây là cho phần ngủ, phần bài mình biết. Cơ chế của cái phòng tránh thai là nó xuất phát từ cái chuyện ngày xưa, từ người ta đi trên sa mạc, người ta dắt theo cái con lạc đà, và mỗi chuyến đi như vậy rất là dài, người ta rất là sợ lạc đà nó có bầu, cho nên mà không biết tại sao người ta nghĩ sao đó người ta lại lấy đá người ta bỏ ở trong cái ngôi trong cái lòng tự của con lạc đà thì nó không có bầu. Đó. Thì sau này người ta mới tìm hiểu ra là cái cơ chế của nó khi mà cái vòng nó hình thành trong vòng tử cung nó là ngược lại, thì cái tử cung nó cứ không có tình dục, hình dung không? Tử cung nó không có tình dục, thành ra là khi mà cái vòng tử mà vô trong vùng tử cung rồi á, nó không làm được rồi. Đó, nó tử cung nó bỏ tình dục, cái vòng tử nó văng ra ngoài luôn. Chính vì vậy cho nên là bên khi cái giá tôi thì không có đạt, nhưng mà tôi biết bên tôi cái nhà người ta cấm đặt cọc, tức là ngoài xã hội thì biết nhưng mà trong nhà mà nhà thờ người ta dạy giáo dân nó không được đặt cọc, và bởi vì người ta nói nó là một giết người, vì nó là phật tử. Mấy anh chị hiểu không? Cái này là tôi chỉ nói cái một tô cái cáo la gì hết nha, tôi chỉ nói cái chuyện mà cái cơ sở, nhưng mà rõ ràng cái cấm là nó có cơ sở khoa học, tức là bởi vì chúng nó là cái phật tử rồi, và nó không được làm tổng mà nó bị cấm ở ngoài đô. Đó thì đó là cái cơ chế của phòng tránh thai, tức là mình phát thai tự nhiên, phát thai tức là nó có về tự ra là để ở ngoài đô, đó là một. Cái thứ hai á, chính vì nó có bóng như vậy á, cho nên giống như là bây giờ cái gì ấy, ví dụ như nó có một cái lục bèo nó trôi, tôi lại nói ra ngoài cái chuyện về một cái lục bèo nó trôi từ cửa sông nó ra biển. Ví dụ khi nó gặp những cái cơn sóng mà này nó không bao giờ trôi được, cái cục cờ nó làm biết ở trong cửa đông nó ra được cái gì hình dung không? Thì cái thật tự mình khi mà nó đi từ cái ngoài trứng vô trong buồng tử cung và vô buồng tử cung nó mới làm tổn, nhưng mà do cái con đó liên tục như vậy nó không bao giờ vô được, mà nó nằm luôn ngoài cái ngoài trứng. Từ những cái này cho nó mà khoa học chứ không phải là một việc đó nha. Đó thì như vậy cho nên nó sẽ là mà những người mà mang vòng đánh thai là có nguy cơ là vậy. Tôi sợ chị em mà đi học xong bài này về có vòng rút hết đó. Rồi cái hậu quả lâu dài của cái bệnh lý này là nó đau một chậu, vô sinh thì mình hiểu rồi, nó tắc vòng tăng tắc ha, và tăng nguy cơ thai đạt chỗ. Thì tiếp theo những khởi đầu nó là vỡ tử cung, nó lan qua động mạch rồi đến vòi trứng, cuối cùng là buồng trứng hai bên và buồng cung. Thì cái này là một cái kinh nghiệm rất là ghê, nhiều cái là cái gì thấy là khi người ta nhiều cái nó vô, nhiều bệnh nhân vô viện thì đông cấp, mà khi mà coi cái buồng nội soi ra là toàn bộ nước hết, rất là nhiều buồng cung chậm. Thì cái vòi trứng bình thường mình thấy là không, thì trên siêu âm thông thường là mình không thấy cái vòi trứng. Thì đây là một trường hợp mà nó có nhiệt độ cục, cho nên cái nhiệt nó bao quanh cái vòi trứng nên mình thấy được. Nào. Rồi. Về cái kinh nghiệm thì nó có hai thể, là cái thể cấp và thể mạng. Thì thể cấp nó rất là rầm rộ, còn thể mạng nó biểu hiện bằng một cái lâm sàng rất là nhiều khi bệnh nhân không có sốt, cứ đau ở vị một chậu rồi nó ra huyết, bệnh nhân đi tiểu bút tiểu rắt. Bây giờ mình học cái thể cấp tính trước. Đó. Thì đầu tiên là có thể mình sẽ thấy được cái tình trạng viêm nội mạc tử cung. Cái viêm nội mạc tử cung nó có thể biểu hiện bằng một cái hồi âm kém. Đây, cái gì thế đây là cái lòng tử cung này. Thì nguyên một cái vùng nó hồi âm kém do viêm nhiễm. Rồi.
hoặc là nó có mức dịch mũ như thế này. Khi mà nặng mà nó có mức dịch mũ như thế này thì nó có hai ý nghĩa, hoặc là mũ hoặc là móng. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân có những nhiễm trùng thì đây là mũ ở trong lòng tử cung, hoặc là đây là một trường hợp các vị thấy rằng là lòng tử cung nó có dịch và nó có những cái bóng tí là nó có hồi âm dày và nó có bóng tinh dày, đúng không? Như vậy là cái này do cái nhiễm trùng nó sinh khí thì mình sẽ thấy được nó dày. Rồi cái thứ hai là cái thành hồi trứng nó dày lên thì cái viên tụy dày là nó lớn hơn hoặc nặng bằng 5 mm. Thì khi mình cắt ngang thì nó có cái dấu hiệu bên rằng đặc biệt mình nên nhớ rằng là cái vòi trứng là nó có những cái đế niêm mạc nó chạy dọc vào trong, đúng không? Thì khi cái đế niêm mạc nó phù đề lên thì mình cắt ngang cái dấu hiệu bên rằng đây, đây là những cái đế niêm mạc nó dày nó chạy dọc vào trong vòi trứng, thì đây là một cái vòi trứng bình thường được phóng đại lên. Và khi mà nó viêm riết là nó tăng cái đường kính này lên. Thứ hai là những cái nếp niêm mạc này nó phù nề lên nhìn tắt ngang thì giống như cái bánh răng. Cái này là người ta nói bánh răng ở trong ngày xưa với đồng hồ cơ và cái bánh răng cơ khí đó mình nhận thấy có bánh răng cơ khí vậy. Thì thấy bây giờ lâu lâu còn có anh mấy anh mà chơi đồ mà ngày xưa đeo nó là đeo đồng hồ mà nó có hai cái bánh răng nó cài với nhau á rồi nó chạy. Có hiểu người bánh răng cơ khí không? Đó, tức là bánh răng cơ khí là sao? Một cái bánh răng này nó sẽ đục một cái bánh răng kia, cái này nó xoay thì cái thành kia nó sẽ xoay ngược lại. Hình dung không? Cái này mình thấy nó hình dung được không? Mấy chị nào mà không thấy người ta chắc cũng vô số. Rồi. Thì đây là cái vỏ trứng nó dài lên thì thông thường mình sẽ thấy được đây là cái mình cắt đây, đây là cái một đáy tử cung thì ra hai cái lọ vỏ. Bình thường cái vỏ trứng mình không thấy được. Đây cái vòi trứng nó phù nề này, nó tăng lên hơn và thường là nó bị hai bên. Đây là một cái trường hợp khác. Cái gì thấy đây là cái tử cung này và đây là cái vòi trứng phải, nó phù nề và đây là tử cung này, đây là cái buồng trứng này, đây là cái vòi trứng trái nó phù nề. Điều đó có nghĩa rằng là cái gì nhìn cái hình này mà không nói thì đủ không biết được nó là vòi trứng nó đi, đúng không? Cho nên là mình phải học biết rồi mai mốt mới đi tìm được, đúng không? Đó thì khi mình nhìn mình lại thì đây là cái vòi trứng của nó bị như vậy đây. Rồi và đây là một cái mình cắt ngang đưa được vào mình cắt vuông góc cái vòi trứng đó thì đây chính là cái vòi trứng này nha. Tức là cái vòi trứng nó phù nề sẽ tăng cái đường kính lên đó. Và đây là đã cắt dọc nó đây là thành vòi trứng phù nề tăng lên không. Dạ có thể nó bắt đầu có cái dịch ở Sài Gòn, tức là thông thường là diễn viên và chưa có dịch nhưng mà bắt đầu có thể có cái dịch Sài Gòn. Cái dịch Sài Gòn người ta gọi là hydrocephalus. Hydrocephalus thì rất là dễ nhận biết. Cái gì này đây cái vòi trứng sinh lên bắt đầu có dịch, đây là những cái giảm mạc do viêm nhiễm. Thì mình thấy rằng là đây là những cái nét viêm mạc ở trong lòng của vòi trứng bắt đầu có dịch ở trong lòng. Đây này thấy đây này có thể bệnh nhân sẽ có viêm buồng trứng vì bắt đầu nó ăn nó đi ngược dòng thì buồng trứng nó to ra có nhiều nè nhỏ. Cái triệu chứng viêm buồng trứng, hình ảnh viêm buồng trứng nó không đặc hiệu, có thể có thâm nhiễm mỡ mặt cao. Thì cái thâm nhiễm mỡ mặt cao tức là cái vùng mỡ ở quanh cái cấu trúc của mình đang khảo sát nó trở nên hồi âm dày thì lúc đó mình nói là thâm nhiễm mỡ và có thể có dịch ở tử cung. Thì dịch tử cung cũng không phải là triệu chứng đặc biệt. Còn thâm nhiễm mỡ mặt cao thì nếu có kinh nghiệm là chưa thì biết, còn không rất khó nhận biết. Thì đây là một cái trường hợp mà các bạn thấy đây là cái bánh răng này, thấy không? Và đây nó cứ dịch ở bên trong. Tại sao mình thấy hai ống là bởi vì vòi trứng thường nó không đi thẳng mà nó có khúc giống như ngón tay mình cầm lại, mình cắt ngang qua ngón tay có hai ngón, đúng không? Đó, thấy nó tứ máu vòng quanh cái này, tức là nó rất là giàu trong máu, giàu viêm nhiễm. Mình thấy nó có dịch hồi
âm mặt kính mờ ở cái vùng ngược lại. Thì cái hồi âm mặt kính mờ nó cũng giống như cái mức dịch dịch, nó có hai ý nghĩa, một là máu, hai là mũi, đúng không? Trong nền tảng nhiễm trùng thì nó là mũi. Rồi như vậy thì dự kiến của mình đầu tiên là một cái viêm cấp tính, rồi sau đó nó qua cái ván cấp bắt đầu ứ dịch ở trong đó, và cuối cùng là cái thể mãn tính. Cái thể mãn tính thì cái triệu chứng viêm nhiễm nó ít đi, và lúc này cái vòi trứng nó sẽ căng giãn ra rất là nhiều, cái thành nó trở nên mỏng đi, những cái nếp niêm mạc của nó cũng trở nên nhỏ lại, bởi vì nó căng giãn quá mức. Đó, như vậy thì đây là bên đây là ván cấp và bên đây là mãn tính luôn rồi, cũng nhìn rõ ràng. Thì ở cái thể mãn tính thì mình sẽ thấy là gì, mình có ứ dịch hoặc là ứ mủ. Nếu mà dịch tức là hồi âm đen thui ha, thì lúc đó mình gọi là hypotension. Còn ứ mủ thì lúc đó mình gọi là hypotension. Rồi thì lúc này cái lát cắt ngang mình không có thấy dấu hiệu bệnh răng nữa, mà mình thấy dấu hiệu chuỗi hạt. Chuỗi hạt là do lúc này là cái vòi trứng được căng ra, nó rất là to chứ nó không phải nhỏ nữa. Và cái thứ hai, cái thành nó mỏng đi. Cái thứ ba, cái nếp mà nó nhỏ lại, giống như là những cái hạt ở trên một cái dây đeo vào cổ chứ không phải là giống như người ta răng. Ở lát cắt dọc thì cái vòi trứng nó giãn ra, và nó là những cấu trúc hình bầu dục, và nó có cách ngăn không đều. Và cái điều này nó dễ làm với những cái nang buồng trứng. Thành ra là nếu mình làm thì có hai đây không, thì đầu tiên mình sẽ làm lẫn giữa một cái ứ dịch tai vòi cái nang buồng trứng. Rồi như vậy thì làm sao mình phân biệt giữa ứ dịch và ứ mủ? Thì là rất là đơn giản. Nếu mà nó hồi âm trong thì mình gọi là hypo, tức là ứ dịch. Còn nếu mà hồi âm mặt kính mờ thì là pyo. Còn mức dịch mủ thì lúc đó cũng gọi là pyo. Hoặc là đôi khi nó có khí, tức là nó có những cái hồi âm có bóng âm dơ trong cái dịch đó, thì lúc đó mình nói nó là pyo thần kinh. Dạ. Như vậy thì trên cái trong cái này mạng tính thì lúc này cái vòi trứng cái dạng ra nó lớn như thế này, và nếp niêm mạc nó thưa này, thì cái này nó giống như cái chuỗi hạt người ta đeo ở cổ hơn là cái bánh răng, đúng vậy, đúng không? Đó. Câu này có dễ mà, dễ mà ai đi học sẽ làm được thôi, đúng không? Nếu mà không học ở nhà mà chỉ có đánh về thôi thì sẽ chết. Rồi như vậy thì đây là một cái trường hợp mình cắt ngang qua cái vòi trứng, mình thấy nó đặc trưng lắm, nó cong như ngón tay này, mình cắt ngang qua thì mình thấy hai chậu, đúng không? Đó, mình thấy đây này, mình cắt ngang hai chậu. Rồi tôi nhắc lại nha, chẩn đoán về phụ khoa là đầu giò âm đạo, chứ không phải đầu giò âm đạo nhiều, cho nên là nhiều người coi đầu giò âm đạo không mà, đúng không? Đó thì đây là hình ảnh đặc trưng của ứ dịch tai vòi. Đó, nó giống như một con ngón tay mình móc lại như này, y chang vậy đó. Hầu như cái tai vòi, cái vòi trứng nào ứ dịch nó cũng vậy, hầu hết là như vậy. Đây là hình ảnh điển hình của ứ dịch tai vòi, và đây là những cái vách ngăn không hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà nó như này là quá đạt để chẩn đoán rồi, nhưng mà nhiều cơ thể nó không điển hình thì nó giống như những cái này, những trùng này không phải cái này là nhau. Đây là cái thể điển hình của ứ dịch tai vòi. Dạ, đây là hình ảnh không điển hình. Bệnh nhân này cũng sốt đau bó chậm, đúng không? Đau bó được cả. Mình làm mình thấy cảm giác như đây là một cái nang và đây là một cái nang, nhưng mà đây mình nhờ thấy đây nó có một cái nếp niêm mạc nó bằng nang vậy, đúng không? Rồi như vậy thì cái mà mình nghĩ là coi chừng đây là ứ dịch tai vòi chứ không phải là hai trong nhau, đúng không? Rồi mình chuyển hướng, tức là những cái trường hợp này mình phải chuyển hướng nhiều cái hướng khác nhau, nếu đúng là nó có. Nếu mà mình dừng đầu giò lại thì cảm giác như những cái nang khác nhau, nhưng mà khi điều khiển đầu giò thì mình thấy nó có những cái nếp niêm mạc, đúng không? Không hoàn toàn. Như vậy thì cái này mình chẩn đoán là ứ dịch tai vòi ở bên trái. Và bệnh nhân này bác sĩ lâm sàng người ta cũng không có ấy lắm, người ta mới chắc lắm, người ta mới cho làm vào đồng tử, thì rõ ràng đây là một cái ứ dịch tai vòi bên trái của bệnh nhân này. Dạ.
Một cái trường hợp khác là nhân đau ở bụng phải, thì cứ đau ở bụng phải thì lâm sàng sẽ nghĩ đến tim mạch cửa. Thì khi mình làm siêu âm thì cái bọc đái để đây là bằng quai, nhưng mà bên phía bên phải có một cái tổn thương này. Như vậy thì đau ở bụng phải và sốt, như vậy thì mình phải loại trừ để lẫn nhìn tại ngoài trước khi mình chẩn đoán đó là để tim mạch cửa, đúng không? Đó, mình chuyển qua cái đầu dò âm đạo thì mình thấy cái cấu trúc dịch nang dịch nó có cái chức năng không hoàn toàn đấy. Rồi cái hồi âm của nó là hồi âm mặt kính mờ, thấy không? Đó, thì đây là một cái trường hợp cuối mũ và chuyển bên phải. Điều đó có nghĩa rằng là nếu anh chị không làm chuyên về sản phụ khoa thì những người này anh chị cần tuần này, đúng không? Và khi mình gặp trường này như vậy thì mình phải xử lý tất cả, bởi vì thực ra bệnh nhân này được đưa vô để làm siêu âm tổng quát vì đau cổ phải và viêm ruột thừa. Đây là trường hợp nếu chẩn đoán không được thì tìm thứ nhất là dùng đầu dò anh em coi không có viêm ruột thừa, thứ hai mình thấy một cái nang mình chọn như thế này thì mình chẩn đoán cho được, đúng không? Thì trong trường hợp này nó là một cái ứ mủ và chứng là về phải. Thì nếu mình không có dùng đầu dò anh em thì không có làm được. Như vậy thì điều đó có nghĩa khi thấy cần giải thích cho bệnh nhân coi cái này tôi nghi là bị như vậy, cái này trường hợp này tôi có giải thích cho bệnh nhân biết như là tại vì bệnh nhân vô để làm siêu âm cổ tổng quát đây này, đúng không? Và khi mình giải thích theo hợp lý thì hôm nay người ta từ chối, người ta đang làm miễn phí nữa thì từ chối, đúng không? Thành ra là mình phải làm cho hết việc chuyên môn của mình. Dạ. Cái gì thấy đây là một trường hợp ứng mũ ngoài trứng khác, đây là cái mũ trứng bên phải, mình thấy đây là cái mũ trứng nó có những cái nang ngoài bên kia, đúng không? Cạnh nó là một cái cấu trúc nang và có cái nang không hoàn toàn hồi âm mặt kính mờ. Cái danh thế rồi mặt kính mờ cho anh thấy, mặt kính mờ là giống như cái kiến mọc mặt của mình chàng nó mờ đi đó, đây là mặt kính mờ. Dạ, đó, đây cũng là một trường hợp khác ứng mũ ở cái ngoài trứng. Dạ, trường hợp này bệnh nhân cũng đau ở chỗ phải. Đó, cái gì đấy khi mình đây nè, đây là mình cắt dọc cái vòi trứng nó ứ dịch nè, đúng không? Đây là cái vòi trứng nè, bây giờ thì khi mà nó viêm nhiễm lên như vậy và ở cuối cùng lúc làm mình thấy cái mức dịch mủ nè, không? Như vậy đây là một trường hợp nó mủ ở cái đai vòi và nó mủ ở cuối cùng luôn. Đó, tức là nó là một cái viêm khu trú, viêm khu mặt khu trú cùng chậm. Như vậy thì nếu mà điển hình thì rất là dễ nhìn như chị, nó sẽ có cái hình móng tay gấp lại như thế này, không? Có vách ngăn không hoàn toàn, hồi âm trống thì gọi là hydrosalpin, hồi âm và có mức dịch mũ hoặc mặt kính mờ, hoặc là nó có những cái đốm hồi âm dày có bóng lên dơ, tức là mũ mà nó có khí ở trong đó. Những cái trường hợp này ở cái này mặt tính nó nặng hơn thì nó có thể đưa đến cái áp xe ngoài buồng trứng, thì đây là một cái phức hợp mà nhiều khi rất là khó chẩn đoán, bởi vì nó là một cái khối hỗn hợp, nó gọi là tubo ovarian abscess, thường là nó sẽ kèm đến cuối cùng. Đó, khi mà một cái viêm nhiễm như này rồi nó lan con vòi trứng như này, đúng không? Cái gì đấy thì như này nó bao chắc là nó tắt cái vòi trứng này chưa? À, thì đây là một cái ổ mủ tương tự như thế này. Còn cái trường hợp này thì cũng rất là khó chẩn đoán. Em thấy nó nguyên một cái khối như này, có những cái vách ngăn như thế này. Đó, thì hai cái trường hợp này người ta mổ ra là áp xe vòi trứng. Rồi. Như vậy thì nó là cái thể viêm nhiễm mụn chậu, nó có hai thể là thể cấp và màng. Thì thể cấp thì nó nếu mà điều trị tốt thì không có để lại nhiều cái gì hết, còn nếu mà để qua thể mạng tính thì nó
hay kèm theo cái tắc nghẽn của mọi chứng sau này. À. Rồi bây giờ mình qua bài thứ hai. Bài này nó rất là đơn giản anh chị, nhưng mà cái bài này mình sẽ gặp rất là thường trong cái thực tế mình làm. Còn cái bài thứ hai là đơn giản chiều hôm nay là sống một cụ. Hôm nay mình học chuyên đề phụ nữ, nhưng mà mình bắt đầu với một cái hình của nam giới. Đây là một ông bệnh nhân nam đau vì bên trái bên phải cấp tính. Mình làm siêu âm mình thấy cái hình ảnh này. Còn đây là một cái bệnh nhân nữ bị đau gối chỗ phải. Mình làm siêu âm mình thấy cái hình ảnh này. Hai cái này nó có gì giống nhau không? Hai cái hình ảnh này nó có gì giống nhau không? Có gì giống nhau không? Phải gì cho kiểm nghiệm hai hình ảnh này nó có gì giống nhau không? Thấy nó giống cái gì? Không thấy vậy nè. Ai thấy được cái gì nói cho nghe coi. Rồi bây giờ tôi hỏi em đi về, em đang ngồi bên tay đây, thấy được gì nữa nè? Nó có cái gì giống? Rõ có giống cái này không? Cái hình dưới nó đẹp hơn, tại vì cái hình trên mình tưởng tượng ra cái này người ta gọi là dấu hiệu xoáy nước. Thì cái dấu hiệu xoáy nước là nó là cái dấu hiệu chung của sống tất cả các tạng trong cơ thể, cái nào mà sống nó cũng đều có cái dấu hiệu này hết, đúng không? Như vậy thì một ông nó là bị sống tinh hoàn, tức là sống cái thần tinh á. Còn một bà là cuộc sống thần tướng, đúng không? Cả hai nó đều có cái dấu hiệu này hết. Dạ. Như vậy thì đây là một cái vùng chứng sống. Như vậy thì rõ ràng khi nó sống như vậy là cái vùng sống nó như sợi dây thần này, đúng không? Còn đây là cái ông còn bị sống tinh hoàn này, nó cũng có một cái sợi dây thần như vậy, đúng không? Như vậy thì cái dấu hiệu này ấy, khi mình cắt ngang cái cuốn này này, mình đưa cái đầu nhỏ nó tới luôn thì mình sẽ thấy này, mình dùng ra. Còn nếu á mình cắt ngang mà mình để yên cái đầu nhỏ, mình thấy gì không? Hiểu không? Đây là một cái hình ảnh động và một cái dấu hiệu mình phải làm động mình mới thấy được. Cho nên nếu mà cái hình này mà tôi chụp cái hình tĩnh thì mấy em sẽ khó hình dung. Cái này hiểu không? Không hiểu thì nói, tại vì rất nhiều em không hiểu được cái dấu hiệu này. Học thì thấy thầy làm nó đẹp dễ, nhưng mà mình không bao giờ làm được. Mà thực tế là mình có thể làm được, tại vì mình không hiểu được. Rồi em nghe nói từ đó em nghe có hiểu không? Hiểu không? Hiểu tại sao nếu mà cắt mình để yên cái đầu nhỏ mình thấy cái dấu hiệu này. Đúng rồi. Cái hình ảnh này là mình nhớ được cái sợi dây thần này. Khi mình cắt ngang nó, mình đưa cái đầu nhỏ tới đuôi thì mình thấy được cái trùng xoắn. Còn nếu mình để yên nó là không thấy được, không hình dung được. Hình dung ra không? Hiểu chưa? Chưa hiểu. Mà bây giờ rất là đơn giản nha. Bây giờ anh chị cứ tưởng tượng anh chị đi ra biển á, anh chị thấy cái dây neo thuyền có cái dây thần, đúng không? Đúng không? Bây giờ mình tưởng tượng là mình lấy cái đầu nhọn cắt ngang cái dây thần đó, lấy cái dao cắt ngang, lấy kéo mình cắt ngang á, mình nhìn vô cái loại đó, hình dung được gì không? Không hình dung được gì hết. Nhưng mà nếu á mình ra từ trên xuống, mình cắt hình ảnh siêu âm, mình ra từ trên xuống thì mình thấy những cái đường cuộn xoáy của cái sợi dây thần. Hình dung ra chưa? Hình dung ra chưa? Như vậy là muốn thấy được cái xoáy nước của một cái tạng thì điều thứ nhất là mình phải cắt được vuông góc cái trục của nó, trục của cái cuốn xoáy. Hình dung ra không? Mà nó điều đó nó không dễ, là bởi vì mình không có nhìn trong bụng người ta mình
thấy được cái cuốn sắn đâu. Nếu mà nhìn thấy sắn thì thôi không cần bị siêu âm nữa, mình nhìn bên ngoài mà, thấy chưa? Như vậy thì mình phải ước lượng là cái cuốn sắn nó nằm ở đâu để mình đi tìm. Cái đó là cái thứ nhất. Và bây giờ mình tìm ra cái vùng mình nghi có cuốn sắn rồi thì mình phải làm hơn dịch chuyển đầu dò trên nát cắt ngang cái công đường của mình, hiểu không? Chứ không phải dịch chuyển đầu dò trên nát cắt dọc. Tôi nói bây giờ cái đầu dò cho ông đây cái gì, bây giờ tôi dùng đầu dò bằng cách đại diện đi, đúng không? Đây là cái cuốn sắn nha. Nếu mà tôi cắt như này không thấy gì hết, cắt như này cũng không thấy gì hết. Và nếu mà tôi cắt vuông góc, đây là cuốn sắn này, tôi cắt vuông góc với nó, nếu mà cắt dọc ngang vuông tôi đưa đầu dò đây xuống thấy cái kiểu này, hiểu chưa? Giờ hiểu được đó, à, cũng để là mình hiểu được cái làm được rồi. Còn khó hơn là người ta đưa cái hình mà người ta đố, và ví dụ như đây một cái ông đau quyền ta cho cái nặng này, tự nhiên mình tưởng tượng ra đây nó ra cái gì đó. Nếu mình tưởng tượng ra mình thấy nó giống như con học sề, thấy chưa? Đó thì cái này nó khó hơn. Rồi, thấy ốc sên thì ốc sên nó hạt vỏ, thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Đây nè, cái mỏ ốc sên này, cái đầu ốc sên này, thấy chưa? Thì đây là một trường hợp sống, thấy như vậy. Thấy rõ. Bởi vì cái trường hợp này, như trường hợp này nó sống không hoàn toàn và tưới máu tinh hoàn hai bên hoàn toàn bình thường. Như vậy đó, đây là một trường hợp sống tinh hoàn. Nè, mình giao ốc sên chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ có thể tưởng tượng ra xoáy nước, có thể tưởng tượng ra ốc sên nha. Và bây giờ mình bắt đầu bộ bài. Như vậy thì cái sóng hồng phụ nó là cấp cứu phẫu thuật phụ khoa trường hợp đứng hàng thứ năm. À, hình ảnh rất thay đổi, lâm sàng không đặc hiệu và bệnh nhân bị bỏ sót chẩn đoán rất là nhiều. Và đừng nói đâu xa, ngay cả hai cái bệnh viện lớn của mình là Hùng Vương và Từ Dũ thì đa phần cũng là mổ ra rồi cắt bỏ. Cái gì thì cái hiểu là mổ ra rồi cắt bỏ là làm sao? Tức là đến khi cái buồng trứng nó hoại tử rồi, lâm sàng nó nặng nề quá rồi thì mới mổ. Và mổ ra thì lúc đó là cắt bỏ buồng trứng chứ không có làm gì nữa. À, như vậy đây là một cái chẩn đoán khó, nhưng tại vì thực ra trước đây khoảng dài này cho nên là bỏ sót. Cái xương là phương tiện đầu tay cho đến bây giờ vẫn là phương tiện chính luôn để chẩn đoán, cho nên các anh chị chính là cái người sẽ là chẩn đoán cái chuyện này. À, là bởi vì đối với phụ ông thì bị cắt đi một phần cũng mệt mỏi lắm, đúng không? Đối với phụ bà bị mất đi buồng trứng cũng mệt mỏi, đúng không? Tại vì buồng trứng đâu phải là chỉ có chuyện đẻ con không, không còn làm nội tiết nữa. Bây giờ, cho nên là mình đừng có để nó mất cái gì hết. Rồi, cái vấn đề là đối với cái bài này, nếu mình chẩn đoán sớm thì bảo tồn được buồng trứng, còn chẩn đoán khô hoặc là bỏ sót thì chỉ có cắt bỏ buồng trứng thôi, đúng không? Đúng rồi, nên người ta đến muộn nó hoại được buồng trứng luôn. Như vậy thì cái chẩn đoán này là chẩn đoán khi mà cái buồng trứng nó chưa hoại tử, còn nếu mà để nó hoại tử rồi cái bệnh viện đến thì thua. Như vậy thì cái bài này khi nào bị gặp thì nó có thể xảy ra ở bệnh nhân bất kỳ lứa tuổi nào, tức là từ một cái đứa bé cũng có thể bị cho đến những người lớn, và cái tần suất cao nhất là nó nằm trong độ tuổi sinh sản, tại vì cái thời kỳ này là mình hoạt động về cái tiết sinh sản nhiều, gần 20% là xảy ra trong cái thời kỳ mang thai hoặc là sau mang thai. Lâm sàng thì kinh điển nó đau hố chậu bên phải hoặc bên trái, thường không có sốt, bệnh nhân hay có cảm giác buồn nôn hoặc là nôn ói
Đây là một cái trường hợp sống ngoài vùng đứng, tức là cả ngoài vùng đứng nó sống qua quanh cái trụ như là dây chằng vùng đứng và dây chằng treo vùng đứng, nó sống quanh hai cái trụ đó. Và như vậy thì cả vòi trứng và vùng đứng nó bị xoắn. Còn trường hợp này là vùng trứng nó không có bị ảnh hưởng, chỉ có vòi trứng nó xoắn. Còn trường hợp này thì đây là cái dây chằng đó, chỉ có cái vùng trứng nó xoắn thôi, không có vòi trứng nó xoắn. Như vậy là đây là xoắn vùng trứng đơn, vòi trứng đơn thuần, vùng trứng đơn thuần, đây là xoắn vòi trứng. Cái này chiếm được 70%. Thì mình để ý cái đây là cái vùng trứng bình thường, và khi nó bị xoắn thì nó to lên như thế này, nó tiến mắt như thế này. Tất nhiên to thì mình có thể nhìn thấy chưa, thấy cái vòng tiếng thì thua rồi đúng không, sao mà thấy được cái một tiếng của nó. Về điều kiện thì nó có như thế này, nếu mà ngồi vùng trứng hoặc là vùng trứng đơn thuần thì thường là nó có điều kiện thuận lợi là vùng trứng có u nang, tức là trên 50% trường hợp là có u nang. Thì nó người ta để cái số này là bởi vì nhiều cái thống kê khác nhau. Điển hình là u nang lành tính, và thường gặp nhất là u nang bì vùng trứng. Xoắn cũng hay gặp ở hội chứng vùng trứng bị kích thích quá mức, tức là những cái người mà khó có con người ta kích thích trứng rụng lên, nhiều khi kích thích quá mức thì nó cũng dễ gây đến cái xoắn ở vòi vùng trứng. Còn cái xoắn vòi trứng đơn thuần thì nó có điều kiện thuận lợi là ứ dịch tại vòi, tại cái tai vòi. Tại vì mình hình dung là xoắn là thường nó sẽ có một cái vòi, một cái điểm dẫn để nó xoắn. Thì là như vậy thì đối với cái vòi vùng trứng thì nó do u nang bì là nhiều, còn đối với cái vòi trứng đơn thuần thì nó là ứ dịch tại vòi. Dạ. Bên phải bên trái thì người ta thấy là bên phải là gặp nhiều hơn, là lý do là cái vùng chậu ở bên phải nó rộng rãi hơn vùng chậu bên trái. Lý do vùng chậu bên trái có cái đại tràng chức năng nhiều hơn, cái đại tràng bên phải, cái vùng bên phải thì nó sẽ rộng rãi hơn. Trên mà rộng rãi hơn thì nó dễ sống. Cái đây là một cái này, cái xoắn này không thường gặp sau khi bị vùng chậu. Vì như vậy thì nó còn không muốn xoắn thì mình nên bị cái gì ha. Tại vì lúc đó thì nó dính, vùng chậu nó dính lại, nó không còn cái nó không trơn láng, là vùng đứng cái đâu trơn láng là mình ngoài lạc ngoài mặt thì cung mà mình lạc ngoài mặt nó dính vùng chậu nữa là nhiều ra đó. Và hoặc là lúa ác tính thì lúa ác tính thì mình biết rồi đúng không, nó thâm nhiễm rồi nó thì những cái đó thì những cái dạy dính nó làm trong vùng đứng kém di động sẽ không sẵn rồi. Như vậy thì anh chị nào mà sạch quá thì coi thường sống vùng trứng này đúng không. Rồi cái lâm sàng và hình ảnh chẩn đoán của sống nó rất là thay đổi, điều này do cái sinh lý bệnh phức tạp và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thể loại, là bởi vì có thể là mình biết rồi nó có ba loại: vòi vùng trứng đơn thuần, vòi trứng đơn thuần, ba loại ba hình ảnh, ba cái triệu chứng nó sẽ không giống nhau. Cái thứ hai là nó có yếu tố thuận lợi hay không. Cái thứ ba là cái độ nặng của chèn ép mạch máu. Cái độ nặng nó rất là thay đổi, là bởi vì thứ nhất là cái số vòng xoắn càng nhiều đúng không thì càng nguy cơ là nó sẽ trung máu, nhưng mà chưa chắc là độ chặt nữa. Nhiều khi nó xoắn ít vòng nhưng mà nó xoắn thì chặt thì lúc đó nó sẽ mong trung máu đúng không. Như vậy là nó phụ thuộc vào số vòng và cái độ chặt của cái xoắn. Và nó thêm một cái yếu tố nữa, tức là nó cũng giống như cái lồng ruột á, là đôi khi nó sống rồi nó tự tháo sống. Lấy thì làm cho con nít nhiều khi nó đang khóc ghê ghê gì đó, mình làm cho mình thấy cúi đầu á, cái tự nhiên thấy mẹ mình cười, lấy mình nhìn trên hình xuồng thấy nó cúi đầu cúi đầu, thế gì đúng không? Tức là những cái thể mà sống hồng hồng tràn, nó
sống thì nó không hết, xong nó là nó du động nó bùng ra, nhưng mà nó sẽ dễ bị tái phát lại, hình như phải không? Nó giống như cái vết này, nó cứ giống như là sóng xô và nó sóng hết lần này lần khác. Đó, thì cái sóng này là đầu tiên nó sóng rồi nó tự tháo sóng. Thì lúc đó thì triệu chứng nó rất là mơ hồ, tức là nhân giống như giả vờ vô mình chỗ một đau rồi cái một lúc sau cái cười tươi cười ha, rồi thấy chồng vô thăm mình thấy bắt đầu nhẹ nhẹ đau lên đúng không? Cái chồng đi về cái đau nó rồi cái này là bệnh tử mà đúng không? Mình thực ra là người ta bị sống, tức là nó sống nó tự sống không? Bây giờ thành ra là thành ra cái triệu chứng nó rất là khó. Rồi nó thêm một yếu tố nữa là cái buồn tử nó lại là cấp máu từ hai nguồn. Cái nguồn thứ nhất là từ cái động mạch tử cung, hôm trước mình học bài tử cung rồi gì đó, động mạch tử trong nó cho cái động mạch tử cung bên phải, động mạch tử cung bên trái. Cái thứ hai và đến đây thì ngoài cái cấp máu cái tử cung rồi nó cho một cái nhánh là vô nguồn tử. Cái nhánh thứ hai để cấp máu động mạch chính của nguồn tử lại là động mạch nguồn tử, nó đi theo cái dây dẫn theo nguồn tử nó vô đây. Đó. Động mạch buồn trứng ở nam là chính là động mạch ở nữ, chính là động mạch tinh hoàn ở nam, hiểu không? Đó, vậy đây là động mạch buồn trứng ở nữ, động mạch. Như vậy thì nhưng mà nam thì đó, nam thì nó cũng có mấy một mẫu người, thì đối với nữ thì có hai người, đây là động mạch buồn trứng, đây là động mạch buồn trứng nuôi. Cho nên nhiều khi bên này nó nghẹt nhưng mà bên này nó vẫn có máu, bên này nó có máu nhưng mà bên này nó nghẹt nhưng mà bên này vẫn được nuôi, thì như vậy. Đó, thành ra là cái triệu chứng nhiều khi bệnh nhân mình sống nhưng mà mình làm chưa mình vẫn thấy có cái máu ở trong bụng. Đó, tóm lại là mình hiểu nôm na là như vậy, tức là do nó có hai nguồn cung cấp như vậy cho nên là nhiều khi nó sống nhưng mà nó vẫn còn thấy máu. Đó, cho nên sẽ có một câu như này, tức là nôm na bình thường có loại trừ được không? Câu trả lời là không, là sao loại trừ được, đúng không? Đó. Dạ, bây giờ mình thấy đây là một cái trường hợp sống vòi buồng trứng, đây là cái thể trường hợp nhất. Thì cả vòi và buồng trứng nó sống quanh cái dây chằng tử cung buồng trứng và dây chằng keo buồng trứng. Đó, đây là một cái trường hợp thực tế, cái gì ngay nó sống lại giống như cái sợi dây thừng như thế này. Dạ, thì đầu tiên mình sẽ coi, thứ nhất là những cái dấu hiệu tại buồng trứng và tại trứng quanh. Thấy không? Tại buồng trứng mình thấy cái gì? Lúc này mình nói là có thể có u nang cùng tồn tại, đó là yếu tố thuận lợi. Và cái dấu hiệu quan trọng nhất này, khẳng định nhất này, là cái buồng trứng nó to ra rất nhiều lần. Về thể tích bình thường của buồng trứng thì rất là nhiều nguồn họ nghi khác nhau, nhưng mà thông thường nó từ 7 đến 10 cm thể tích bình thường. Làm sao mà đo được thể tích đây chưa? Dễ mà, mình chọn cái mức volume ở trên máy đó, mình đo ba chiều thì nó ra, mình thực hiện một cái tính ngang và tính dọc đúng không? Mình đo ba chiều thì nó ra là thể tích ml hoặc cm khối đúng không? Còn nếu mà máy mình nó bị bắt quá nó không tính được thể tích thì làm sao? Em gái nếu máy mình không đo nhân với nhau chia cho hai, nhưng mà ba cái tôi hiểu rồi, tức là để các anh hai các anh cảm gì mình đo ba chiều gì đơn vị là gì, đơn vị là gì à, đơn vị là gì mm thì những máy đời cũ á là mình tính đơn vị cm nhân với nhau ba cái chiều nhân với nhau
diện tích hoặc là sản phẩm mét khối nha. Rồi khi mà nó nắm như vậy thì nó có những cái ngang loại không phải viên, nó tạo thành cái dấu hiệu của nó. Và đây là hai cái nghiên cứu. Một cái nghiên cứu của người ta nói rằng là cái thể tích buồng trứng bị sóng thay đổi từ 26 ml đến 400, tức là 400 mấy là đã xị hả? Có không xị, bao nhiêu xị, có 250 chứ mấy. Nay gần 2 xị ạ, bữa mà, đúng không? Và như vậy thì người ta ước tính là trung bình đã tăng 28 lần cái số bình thường. Tôi sợ các anh chị không tin cho nên tôi để nguyên văn cái màn này cho các anh chị kiểm tra lại. Và cái nghiên cứu thứ hai người ta thấy rằng là kích thước buồng trứng gia tăng từ 38 ml đến 4.3, cái này cũng hơi bị nhiều đúng không? Thật ra cái này nghiên cứu thực tế người ta là cái gì đấy, điều đó có nghĩa rằng là thể tích buồng trứng gia tăng lên rất là nhiều lần. Dạ. Một cái thống kê người ta thấy rằng là giữa hai bên thì bên phải 16, bên trái 14, vậy là bên phải những là bên trái một chút, đúng không? 32 thì bên phải những là bên trái một chút xíu. Cái trở sóng là từ 1 cho đến 5 vòng, đúng không? Và cái thể tích buồng trứng của cái bên bị sóng là nó từ 21 cho đến 1006, 1065. Đây là trung bình là khoảng từ 170 đấy. Còn cái bên đối diện, buồng trứng đối diện đó là có khoảng từ 12-8 ml, hoặc vậy thì buồng trứng nó tăng lên rất là nhiều lần cái bên bị sóng. Còn nếu quên nữa thì các anh nhớ cái hình này, rõ ràng là đây là cái buồng trứng nó bị sóng và đây là cái bàn tay của cái người phẫu thuật viên, người này dùng ra cái này nó khoảng vừa đúng không? Đúng không? Thì cỡ đó đó. Rồi đây mình hình dung, đây là mình nhìn qua độ soi này, đây là cái đại tràng sigma này, hình dung ra mình nhìn song song với nó, đây là cái tử cung này, cái buồng trứng bên này bên trái mình gần như không thấy, còn bên phải nó bị sóng này nên nó to hơn tử cung rất là nhiều đó. Dạ, tại sao như vậy? Tại vì khởi đầu là khi mà nó mới sóng á thì cái độ chặn nó chưa có cao á, thì máu của động mạch nó cũng tiếp tục nó đến luôn, trong khi đó tĩnh mạch bị xẹp, nó dung hơn, cái thành tĩnh mạch nó mỏng và cái trương lực nó kém, cho nên khi nó sẵn được cái tắc đầu tiên là tắc tĩnh mạch, động mạch vẫn cứ đến nhưng mà tĩnh mạch thì không có trở về, tức là máu thì cứ tươi, máu thì cứ tươi mà không máu trở về thì nó sẽ sưng lên, nó sưng lên đó. Hậu quả là cái vùng trứng nó sung huyết, nó phù nề và nó tăng thể tích dữ dội, nhau nó tiến tắc đầu về đó. À, đây là hình ảnh của một cái người phụ nữ 30 tuổi bị sóng buồng trứng. Để nhìn thấy cái buồng trứng nó to ra, nó có những cái ngang loãng mà ngoài viên hai cái ca khác nhau. Một ca như vậy là thể tích nó là 25-26 so với bên đối bên là chưa đến 10. Còn cái trường hợp thứ hai thì tương tự như vậy. Dạ. Như vậy thì cái dấu hiệu quan trọng nhất, đừng quên buồng trứng nó to ra người ta. Cái dấu hiệu thứ hai thì người ta mới đưa ra trong từ năm 2012 thì mấy tác giả người ta mới đưa ra cái dấu hiệu này, thì đó là cái dấu hiệu về ngồi âm dày quanh cái ngang ngoài, thì mình làm quan hệ âm đạo thì mình sẽ coi tốt hơn còn là buồn. Và cái thứ hai nữa là mình phải làm cái hình đối chiếu hai buồn tính với nhau thì mình nhận ra. Cái thứ ba nữa là mình không được thay đổi về ngang, về tần số đầu nhỏ khi mình làm như hai cái hình, hiểu không? Nếu mình làm cái buồng trứng bên phải với yếu tố kỹ thuật như thế nào thì bên trái các bộ y can như vậy thì mình sẽ đánh giá được, và tốt nhất là mình chia hai hình thành ra, đúng không? Mình so sánh. Rồi bây giờ mình đây là người ta làm quan hệ buồng, thì người ta thấy rằng là đây là cái buồng trứng nó đây cái ngang ngoài nó ngoài viên và cái đường cái miệng sạn xung quanh này nó gọi là miệng hồi âm dày, đúng không? À, nhưng cái này nó dở là nó không có cái hình đối diện bên đối diện cho miệng sạn, đúng không? Còn trường hợp này thì mình sẽ có cái hình đối diện, đây là một cái buồng trứng và đây là một buồng trứng. À, thì bên bình thường á thì nó là có đen thôi, còn bên nó bị sóng thì nó có cái miệng hồi âm dày, hình như vậy chưa? À,
Như vậy thì giữa hai cái vùng cứng này thì cái đây là vùng cứng nó bị sẵn, đúng không? Và đây là bình thường. Đó. Rồi bây giờ mình coi, đây là có nhiều hồi em dài qua những thằng này, đúng không? Đó. Mình làm lớp này màu nó còn hợp với máu này, rồi để người ta sẽ chia hai bên mình ra. Đó, bên đây là cái bên bình thường và bên đây là bình sẵn. Nhưng mà chưa, bên bình thường. Đây là một trường hợp mà nó có cái yếu tố đầu tiên là đây là một cái u năng bình, một cái u năng bình bị buồng trứng và kèm nó là cái viền hồi âm dày quanh cái hang này. Như vậy chưa? Đó, trường hợp như vậy. Như vậy thì những cái trường hợp đây là người ta sẽ gọi giác tiếp. Em mình như vậy chưa? Tức là người ta chơi cái sao? Nhưng mà nhìn được cái buồng trứng là người ta nghĩ đó là một cái trường hợp đặc biệt. Rồi cái buồng trứng hoặc là cái u nang nó nằm ở vị trí bất thường, thường là nó sẽ nằm ở đường giữa ở phía trước cái tử cung hoặc là nó nằm ở cuối cùng, luôn luôn nó có cái dịch cuối cùng. Thì cái hình ảnh mà buồng trứng nằm ở vị trí bất thường thì nó rất là hay. Rồi. Và nó có một cái mình lưu ý là cái buồng trứng hoặc là u nang nó nằm ở vị trí bất thường đó, mình chỉ dễ nhận biết nếu mình làm thương quan lỗ mũi. Tôi phải nói điều này là bởi vì mấy cái lớp sản phụ khoa đó, mấy cái dân mà nó học chuyên ngành sản phụ khoa là nó chỉ nhìn vào dưới, không bao giờ nó nhìn trên bụng. Anh đúng không? Tức là chỉ xài đồng đó, không bao giờ là bụng bụng nó chỉ làm màu thôi, cũng còn phụ khoa không bao giờ nó làm được. Và điều đó rất là nhiều cái tai hại. Thứ nhất là trong cái bệnh lý sống ở chỗ này là nếu mình làm qua cảm cảm thì cái vị trí buồng trứng nó nằm không có, nó nằm bất thường là mình không dễ nhận biết và cảm giác. Bây giờ một cái trường hợp em bé, cho nên em bé mình sẽ không làm qua cái cảm giác được, mình buộc phải làm trên bụng. Mình cắt dòng cái bụng hạ vị, mình thấy một cái tử cung này, cái nội mạc tử cung này nó có dịch cái bụng này, thì nên nhớ đây là cái bằng quang, cái nước tiểu. Như vậy thì cái này nó là cái gì anh chị? Bán nó bị đông đó. Cái này chính là cái buồng trứng nó xoắn. Bởi vì khi người ta dùng cái đầu giờ ăn đi thì ở ngoài kia có những cái nhanh nhỏ nhỏ này. Buồng này. Thì nhau ra. Rồi bây giờ mình coi ngược lại. Bây giờ mình so sánh kích thước của cái buồng trứng này với cái tử cung này. Thế nó bị đại không? Quá bị đại luôn đúng không? Đó. Và như vậy thì cái này mà làm ra mảng đạo rất là khó. Rồi. Đây là một cái trường hợp mà của một em bé nó đau bụng, thì cái gì thấy nó đau bất thường phải, người ta làm siêu âm ra thì mình thấy nó có một cái cấu trúc của nang bì ở vùng bất thường phải với cái tử cung, đúng không? Tử cung em bé và để ý có cái gì đó thấy không? Thấy cái gì đây chưa? Là cái gì ngoài đầu giò? Như vậy thì đầu giò cũng như mình thấy được không? Không thấy được đầu giò thì di chuyển nha, nó mới ra được cái dấu hiệu đó. Đây là một cái trường hợp, hai trường hợp khác nhau, một cái hình siêu âm và một cái hình cầu phân tử. Đây là một phụ nữ trẻ đau bụng và mình làm siêu âm qua đồng bụng không xài đồng bụng đấy thì cũng giống em bé thì cái bọc đá nhỏ chút xíu, còn cái này nó không phải là bọc đá. Cái này không phải là bằng quang mà nguyên là cái nang mình đứng. Như vậy là cái nang mình đứng nó nằm ra ngay đường giữa, nằm phía trước được cung và trên cái bằng quang. Hình dung đâu? Và như vậy thì nó là cái nang bị sẵn nào. Đó là cái gì đấy tiếp theo của mình. Còn đây là một cái trường hợp khác. Cho mình hình dung cái buồng trứng. Như vậy là có thể ta nhìn không là cổ bệnh từ mình nhìn cũng quen rồi đúng không? Đây là vùng cắt dọc giữa cuộc sống mà đúng không? Đây là cái xương mu, đây là bọc đá, đây là cái trực tràng,
Thứ nhất, như vậy là thứ nhất vùng chân sẽ tăng thể tích rất là nhiều, và thứ hai nó nằm ngay gần giữa. Thế nhưng mà ra đây là một trường hợp khác, bệnh nhân đau bên phải và người ta làm xương, người ta thấy đây là cái vùng bên phải đo hai cái chiều thôi, như vậy là 38 và 59, và vùng đứng bên trái nó nhỏ là 23 và 36, như vậy là vùng đứng bên trái nhỏ so với bên phải. Rồi bệnh nhân được làm cộng hưởng từ thì cái hình ảnh cộng hưởng từ rất là hay, đây là hình thức cộng giữa, đây là cái tích vuông, đây là cái vòng cá, rõ ràng nguyên vùng đứng nó nằm ngay giữa này và thể tích của nó to hơn cái vuông. Bây giờ rồi ở đây là tách bằng này, mình sẽ có cái hình ảnh đây là cái vùng đứng bên trái bình thường này và đây là cái vùng đứng bên phải này, nhưng mà to hơn nhiều so với bên phải. Và cái vấn đề là sau đó bệnh nhân được mổ kịp thời và sau đó mổ kịp thời tức là người ta cái gì người ta mổ sẵn như thế nào không, sống phụ ông cũng như phụ bà, tức là người ta sẽ mổ ra, người ta tháo sẵn rồi người ta đợi nhưng đâu tức là tháo sẵn xong rồi đây tháo hàng người ta đi uống cà phê ăn thuốc sau và dồn để khi nó tươi máu lại nó hồng lên thì mình sẽ cố định lại để cho nó sống đỡ, còn nếu mà 5 phút sau mà quay lại nó còn tiếp hành thì ta lên đó là ta đã bỏ vậy đó. Thì cái ca này người ta mổ tháo sẵn thành công cho nên sau đó người ta làm siêu âm lại. Thì bây giờ mình so sánh cái hình vùng đứng bên phải, cái này là lúc nó bị sẵn và đây là lúc mà 3 tháng sau nó phải siêu âm lại, thấy không? Đó, để hình dung ra là khi nó sẵn nó tăng thể tích như thế nào. Rồi về siêu âm lúc này thì nó có vai trò hạn chế. Cái thứ nhất, hoặc là ở khi mình làm lúc này mình đứng mà không có cổ động mạch thì mình có thể nghĩ đến nó có thể khả năng bị sẵn hoàn toàn, hoặc là nó có cổ nhưng mà cái dòng cuối tương đương nó bằng không thì đây là trường hợp nó không hoàn toàn, hoặc là nó có cổ nhưng mà cổ gọi là ta đất và vớt. Cái này hôm trước tôi có dạy rồi phải không, nhớ cái sợ nó gọi là sóng chặt, tức là từ 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 lên 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 rất là thấp từ từ nó xuống. Bài này anh chị nào đi học cái bài đầu tiên thì dạy giờ đây hay là một cái phút khác có về mở lại cái bài này sống đó thì cái sống đó có thể sống không hoàn toàn. Cái vấn đề là nếu mình bắt được cái vấn đề thì là ta sẽ bị cho nó còn có thể đúng không? Dạ về kỹ thuật thì tâm lý là cả màu và sung đều phải được sử dụng. Cái thứ hai là sung nó nhẹ hơn màu, như vậy thì nếu mình cho nó một màu vô mình không biết cái nhiều màu thì mình sẽ chuyển sang cái đốt để sụn để mình coi mình ra hết và nó có tín hiệu không. Tiếp đến á là ngay cả cái màu này á là cái thang tốc độ phải giảm xuống từ 3 đến 6 cm trên giây. Ở đối với riêng một chứng người ta còn đề nghị là 6 trường hợp, tức là cái này còn chừng 3 cm trên giây, lúc đó được tốt cái mạch máu của vùng đứng. Thêm nữa là tiếp cận làm sao cho cái hộp màu nó càng đông càng tốt, đó nó nhẹ màu. Cái hộp màu nó nhỏ, nó vừa đủ qua tuần một tuần hai sáng thì lúc đó mình còn tương đối tốt. Và mình cố gắng giữ đầu dò cố định khi mình làm màu, chỉ trừ duy nhất một cái dấu hiệu trên màu mình phải làm thì di chuyển thôi. Tức là đối với cái dấu hiệu thấy nước, nó bởi vì cái nước là phải làm tịnh làm đậm đúng không, mà làm trắng đen thì mình chỉ chẩn đoán là sẵn thôi, còn nếu mà mình làm màu mình thấy nó còn tươi máu ở trong cái nước thì cái hình đầu tiên mình thấy thì lúc đó mình phải di chuyển chỉ một cái đường mà là duy nhất mình di chuyển lên đó là màu và cái nước. Đã trước khi mình đi vô sâu xa thì mình biết những cái cơ bản trước, tại vì bây giờ có gì nhiều khi lên không trang vô không loại dưới đất thì không biết gì, cũng giống như Việt Nam bây giờ cái kêu 4.0 cái xe đạp thì chưa kế được, không được 4.0 ở đâu đúng không, ở ngoài Bắc thì người ta
Thế nhưng mà tại sao như vậy? Tại vì cái sinh lý bình thường ở người phụ nữ là một mắt nhắm một mắt mở đó, cho nên là bây giờ mà ra trường mới đi chọn chồng thì mắt nhắm mắt mở chứ đừng có mở chân ra nó ông nào cũng kê là thế, phải mắt nhắm mắt mở. Thì cái vùng trứng nó vùng vậy, thì trong mỗi chu kỳ nó sẽ có một vùng trứng thức, vùng trứng ngủ, hiểu không? Nó làm việc một bên thôi chứ không làm việc hai bên đâu. Rồi như vậy thì cái buồng trứng mà nó làm việc á là gọi là buồng trứng ung thế, thì cái bộ cái estrogen nó cao, em giá estrogen nó cũng cao, tức là nó tương đối dồi dào ở cái bên mà nó hoạt động. Còn cái bên buồng trứng ngủ cái này người ta dùng từ động năng này, tức là cái bên này nó ngủ bên phải, buồng trứng nó ngủ thì lúc đó nó sẽ không làm việc, thì lúc đó cái tưới máu nó sẽ ít hơn. Cho nên là thứ nhất là mình biết là cái tưới máu hai đường trứng nó đã khác biệt nhau rồi. À, rồi bây giờ mình mới làm cho cụ thể. Như vậy thì đây là trường hợp thứ nhất, mình dùng cái đốt ngay hồi mình thấy là cái buồng trứng nó bị sâu, nó không có cái niềm mỏng. Cái thứ hai là mình phải cho cái sung, cái sung này mình ra là cái buồng trứng không có cái niềm đốt về sung, đúng không? Và cả hai cái này đều mình giảm cái cao xuống, còn giảm chỉ để 6 trường hợp thôi. Mà những cái đó nó có thì mình nghe. Thì để cái hồn mà tôi dạy thực hành đó, trường hợp này là một trường hợp buồng trứng nó bị sẵn, nó có yếu tố thuận lợi là có một cái nang, và mình làm đốt nang trên buồng trứng thì mình thấy nó máu khổ, và cái trợ kháng này cái dòng cuối thông trường nó còn không này, tức là cái ai nó còn một nang giá trị còn không, thì mình biết nó còn tới máu, nhưng mà đây là trường hợp sẵn không hoàn toàn. Đây là cái hình cầu vồng từ đây, cái buồng trứng nó nằm ở ngay trên giữa đó. Như vậy thì sẵn không hoàn toàn thì vẫn còn đây là một bệnh nhân nhiễm buộc dùng thuốc kích thích buồng trứng, cho nên mình thấy nó quá trời cái nang mỏi và cái buồng trứng nó tăng thể tích thêm nhiều đó. Và như vậy thì những trường hợp này nó hay có một cái dịch là phần đó sẵn đó, vì nó sẵn như vậy thì mình làm thuốc nang mình thấy nó vẫn còn tươi máu, mình thấy nó tưởng là cái phần nó đẹp, nhưng mà thực ra cái AD này nó kéo dài này, nó lên từ từ và xuống từ từ. Cái thứ hai huyết rất là thấp này. Cái này 4 cm/s, cái này cái gì cao nhất là khoảng chừng 7 cm/s à. Và cái thang này mình phải để thấp để mình nhận biết được cái bộ này, thì đây là cái bộ ta rất thông minh chứ không phải là bộ bình thường. Trường hợp này người ta mổ ra nó đã sống 3 vòng rồi. Dạ, đây là một trường hợp bệnh nhân đau hố trọng bên trái, và hình ảnh chưa mình thấy buồng trứng bên phải nó bình thường, còn buồng trứng bên trái là trứng thể tích nó ra là 50 ml, bình thường đó khoảng chừng 10, mình nhớ là bình thường khoảng chừng 10 chú, đúng không? Cái này mình đo nó lên 50 ml, mình làm thì mình thấy cái bộ này là cũng gọi là cái bộ ta rất là tốt, cái gì thấy nó giống như là cái sóng tăng tăng này đó, mình chẩn đoán nó là cái sóng cái buồng trứng ở bên trái. Dạ, trường hợp này thì bệnh nhân đau cái hố trọng cái đau là đi mạch lại, thì đây là khi người ta làm xương môn là bụng, người ta thấy sau tử cung nó có u nan bì nó nằm ra phía sau tử cung, và người ta làm rất nhanh thì tưới máu cũng rất là đẹp đó. Nhưng mà lâm sàng người ta rất là nghi ngờ bệnh nhân này đau nhiều lên, cho nên người ta mổ mổ trong ngày đó người ta mổ luôn, thì khi mổ ra thì cái vòi trứng nó là sống vòi buồng trứng mà nó đã. Điều đó có nghĩa là cái phổ đốt nang nó đẹp như mơ thì nó vẫn được sống. Thế ra điều đó nó ngược lại là lâm sàng rất là quan trọng, khi mà nó thấy dấu hiệu không ổn là phải mổ. Trường hợp này cũng vậy, mình thấy rằng là bệnh nhân này có tiền sử được chẩn đoán là PCOS. PCOS là cái gì anh chị? Polycystic ovary syndrome. Thì như vậy thì làm cho mình thấy nó có những cái nang như vậy thì nó cái người này có tiền căn một cái buồng trứng cái nang, nhưng mà đo thể tích ra là 1.4 cm thì nó bự lắm chứ không biết đâu, đúng không? Mình làm
lúc này thì mình bắt được cả cổ tĩnh mạch buồng trứng, cả cổ động mạch buồng trứng. À, nói rồi không sao, không buồng trứng tưới máu bình thường thì có tăng thể tích thôi. Thế nhưng mà một tuần sau bệnh nhân đau bụng, à, không ớt, khi làm cho ông lại người ta làm qua mạng bụng, người ta thấy cái tử cung này. Thế các bạn qua đã cắt dọc đúng không? Bây giờ nguyên buồng trứng nó bị xoắn nó nằm đây này, ngay đường giữa, đúng không? Mổ ra nó đã mất tử rồi. Thế chưa? Như vậy nhắc lại ngay, tôi chuyên về như vậy mạch máu, mà tôi phải nhắc lại nha. Mạch máu lúc đây buồng trứng mạch máu nó bình thường thì đừng có nói là nó bị xoắn nha. Dạ. Như vậy là lúc nãy giờ mình mới học cái triệu chứng ở buồng trứng rồi, bây giờ lại cú xoắn thì mình thấy như thế nào, mình tìm cái dấu hiệu thấy nước. À, nhắc lại mình chỉ thấy được khi mình cắt ngang cú xoắn và di chuyển đầu nhỏ tới luôn dọc theo trục cú xoắn, à, thì nó là cái thấy nước cùng hoặc là ngược chiều trên đồng hồ. Nếu mà mình bắt được cái bộ lốc ra ở trong cú xoắn nữa thì mình biết là nó còn khả năng phạm tội. Thì đây là trên bánh đèn mình có cái cung xoắn đúng không, mình thấy nước, và trên màu mình thấy rằng là còn tưới máu ở trong thấy nước này đúng không. Như vậy đây là xoắn mà còn khả năng phạm tội. Dạ. À, bây giờ vấn đề là mình làm thế nào để tìm được cái cuốn đó, mình đâu có rạch bụng, người ta ra mình nhìn mình đâu, nếu rạch bụng thì đâu cần siêu âm nữa đúng không, làm sao mình phải tìm ra cuốn cung mộ. Thì cái dấu hiệu này có thể thấy ở vị trí giữa buồng trứng và thành buồng trọng bên, tại vì mình hình dung ra là cái dây chằng bên đi chằng keo buồng trứng nó chạy ở đây không, nó xuống. Cái thứ hai là giữa buồng trứng và tử cung, vậy giữa buồng trứng và tử cung nó phải có cái dây chằng keo đúng không, thì như vậy thì mình sẽ cắt đó, mình hình dung đây là cái trục cung đó, đưa cái đầu dọc tới luôn, đưa được đoạn tới luôn đúng không. Buồng trứng càng to thì càng nhiều khả năng tìm thấy lateromotum, cái này gọi là lateromotum, cái này là lô nào. Nếu mà như vậy là nếu mà nó xoắn vào phía ngoài càng nhiều đó thì cái thể tích buồng trứng sẽ rất là to. Rồi bây giờ mình xem một số cái hình ảnh, thấy không, giờ hình dung là xoắn nước chưa. Bây giờ như vậy thì cái xoắn nước không bao giờ cái yên tĩnh mà cái đầu nhỏ nó phải động đậy thì mới ra được cái xoắn nước. Bây giờ xoắn nước là gì đó, rồi còn nếu mà người ta chụp lên bây giờ thì hình dung nó có hốc xe nhưng mà giờ đó, dạ mình coi nó có yếu tố thuận lợi là cái này một chữ này đồng ý không, rồi yếu tố thuận lợi là cái này, rồi đó, thấy chưa, thấy chưa. Đó, thấy không? Đó, cái xoắn nước này đó. Thì cái xoắn này đó, trên máy bây giờ có nhiều công cụ lắm. Cái gì mình có là mò tới lùi hoài. Về mình chân thắc mắc là tại sao nó chỉ có trước cái đầu giò nó hoài cái ra. Ủa không được. Cho nên khi mình làm lưu video đó, thì sau đó mình mở cái đó này. Vì những cái dấu hiệu này nó được ra. Mở coi là cái gì luôn. Mấy cái chưa bao giờ. Mỗi lần nó luôn. Như vậy đây là một cái xoáy nước của một cái xoắn nha. Đó thì trên đây là cái hình ảnh mà người ta mổ ra, thấy xoáy nước chưa, đó thấy chưa, xoáy nước nha. Thành ra nếu mà một cái hình tĩnh thì không bao giờ mình thấy được cái xoáy nước nha. Đó thì lúc đó mình mới hình dung ra, mình chụp cái hình tĩnh này mình mới hình dung ra là từ cái xoáy nước này. Dạ. Thì trường hợp này nó vẫn còn tưới máu đúng không, nó vẫn còn tưới máu ở trong cái nước này à. Thì kinh nghiệm chung máu thì tôi nói cho anh chị nghe, nhớ những việc nghe thì một phụ ông, một phụ ông thành phố sáng sớm chạy vô bệnh viện kêu là đau quá bên làm cho ông đi chẩn đoán là sống trên đoạn và chẩn đoán là còn khả năng phạm tội. Sau đó bên cạnh kết quả ra
thương mại đấy. Và ôm lưng đi về, ngày hôm sau cô thì thấy bác sĩ mô tả rất là hay, thứ nhất là mổ ra rồi thấy tinh hoàn nó tiến ngắt như quả là tiến tháo xoắn ra và uống cà phê 30 phút mà nó không có hậu quả cắt ruột. Thì bây giờ vấn đề là cái ông chưa ông thì đoán sai hay là cái ông mổ sai, cái vấn đề là không ông nào sai hết, là bởi vì không hiểu vì sao cái độ trễ nó lớn quá, từ khi chẩn đoán đến khi mổ là 6 tiếng. Hình dung là không, 6 tiếng đó thì cái gì nó còn phải tự được nói gì với mình đúng không? Đó, thì cho nên là nó nhiều câu chuyện đau lòng lắm. Đó là chưa hết, đó là chưa hết. Riêng đối với cái trò này thì đối với cụ ông nó còn phức tạp hơn cụ bà. Tức là nếu mà mổ ra như vậy á, mà tháo sắn ra và đóng lại như vậy là chưa phải là dân chuyên nghiệp. Vì dân chuyên nghiệp nó sẽ làm cho mình bước rồi. Đối với anh chị á, à câu này hay, có người bên mai mốt mình sẽ có con trai này, coi chừng con này nó sắn nha. À, nó mất giống gì chơi đó. Người mới nghề này là thứ hai có thể là thứ ba buồn cứ bình thường,
Hình dung không? Lúc đó mình nghĩ đến cái sống và gọi đến đời Phật. Đây là một cái ứng dịch tai vọng. Và ngay cạnh đó là một cái sáng nước. Thế vậy, ứng dịch tai vọng cũng là đời Phật. Bệnh nhân này 60 tuổi, đau mối một loại 4 ngày. Khi người đau mổ ra, đã nhìn thấy nó sống, như vậy là sống mấy vòng tai vọng. Đó. Một cái trường hợp khác đó, thì thấy bây giờ mình nhìn quen cái hình ảnh ứng dịch bệnh nhân này bị ứng dịch tai vòi hai bên đó. Và đau bên phải, cho nên khi người ta làm siêu âm người ta thấy đây là cái tử cung này, đây cái buồng trứng này, và ngay cạnh cái buồng trứng nó có một cái sáng nước thấy vậy là sáng nước. Như vậy thì cái buồng trứng là hoàn toàn bình thường, nó có sáng nước, có ứng dịch tai vòi, đúng không? Như vậy thì cái trường hợp này mình đoán là sống ở ngoài trứng. Bệnh nhân này bị ứng dịch tai vòi bên trái và đau không bên trái kèm đau ngón, người ta làm siêu âm người ta thấy có cái sáng nứt này. Đó. Bây giờ bệnh nhân này đau hố chậu cá, làm siêu âm thấy ứng dịch tai vòi, thấy không? Mình thấy được hai cái sáng nứt, một cái sáng nứt trên trắng đen và một cái sáng nứt trên màu, đúng không? Như vậy bệnh nhân này bị sống vòi trứng đời Phật. Như vậy thì bây giờ cái nhắc lại về cái xoắn phật phụ, thông thường nó có yếu tố thuận lợi. Nếu mà nó là thông thường nó là u nang, là thường là u nang bì, thể tích buồng trứng nó to ra đó, thì thường một cái tiêu chuẩn tạm thôi, cái này chưa được nhiều thừa nhận nhiều, tức là chiều dài nó trên 4 cm, còn cái tính thể tích nó trên 20. Bình thường nó khoảng 10 đến 10, đúng không? Trên 20 thì có là phải nghi ngờ. Cái thứ hai là cái việc tiếp đến là cái việc của em dày quanh năng ngoại, cái này mình sẽ chia hai cái phần mình ra là cái buồng trứng hoặc là u nang nó nằm một vị trí bất thường, thường là nằm ngay giữa, và dịch ở dưới cùng, đó là dấu hiệu tại buồng trứng. Còn về đất nang thì nhắc lại, thứ nhất là có thể không có cột động mạch, thứ hai là dòng cuối tâm trương cho bằng không, thứ ba là phổi xa đất bằng vết. Và nhớ là nếu mà nó còn phát bệnh phổi lúc này thì buồng trứng nó còn khả năng cứu chữa. Tại cuốn sáng thì mình có là gì? Thứ nhất là dấu hiệu thấy nước thì thấy đẹp, thứ hai là mình phải làm rất là màu để coi cho khả năng bảo tồn của buồng trứng. Dạ, mình nghĩ đến sáng vòi trứng đơn thuần khi có thứ gì tại vòi cộng thấy nước cộng thu bài cái gì đó chắc chắn là sẽ làm bài được. Như vậy thì nó là một cái thách thức cả đối với bác sĩ lâm sàng và bác sĩ siêu âm. Thì cái u nang buồng trứng hoặc cứ dịch tai vòi là yếu tố thuận lợi, cho nên khi nghĩ đến cái này là bệnh nhân cứ đau một chậu thì coi chừng nó. Và hai cái mình lưu ý là u nang và cứ dịch tai vòi. Và những cái trường hợp mà dùng thuốc kích thích buồng trứng là người ta đau bụng vô việc coi chừng là sẵn. Tăng thể tích buồng trứng là cái dấu hiệu cảnh báo, đúng không? Bởi vì phần lớn 70% là sống vòi buồng trứng, đúng không? Cái buồng trứng có thể hoàn toàn bình thường nếu bị sống thấy vòi trứng. Nhắc lại, buồng trứng nằm ở vị trí bất thường là dấu hiệu gợi ý, và gốc nang bình thường không loại trừ sống buồng trứng. Nếu mà đầu tiên mà tôi cho cái câu này vô về tác dụng từ tôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình phải chấp nhận điều đó. Đau là vì độc phụ nữ, nếu mà nghi ngờ thì phải đi tìm những dấu hiệu vì hồi đó mình nhảy qua năng ngoãn là dấu hiệu phải nước, hai dấu hiệu phải biết hết rồi gì. Rồi khởi đầu nên dùng cái đầu nhỏ qua ngoài thành bụng, bởi vì mình sẽ tìm được cái vị trí bất thường của cái u nang thành trứng. Cái đầu nhỏ qua ngoài thành bụng nó có một ưu điểm, đó là cái nhảy lớp nang màu và lớp vệ sung nó nhảy hơn đầu nhỏ qua ngoài cả. Rồi người ta làm 15 ca, người ta thấy rằng là không phải những cái triệu chứng mình vừa nêu nó có hết. Tôi nói ví dụ như là cái mà dấu hiệu hành định nhất chiếm 100% là cái buồng trứng nó to ra trên 4 cm chiều dài. Cái dấu hiệu thứ hai là cái vị trí buồng trứng nó bất thường khoảng 87%. Những cái u nang buồng trứng nó kèm theo là 93%. Rồi cái viền hồi
một ngày con ăn mặn nó chiếm 80% nó có. Đây là những dấu hiệu rất là quan trọng, là những cái dấu hiệu khác ít hơn. Cái dấu hiệu thấy nước là ta tìm được chưa đến 50%, đúng không? Đây mình có một cái trường hợp mình xem. Đó, đây là cái thực phụ mà bạn đó là cái bụng trứng bên phải. Mình thấy được cái hình ảnh của cái những cái nang loãng ở ngoài kia, và nó có cái việc mời âm dày và cái nang loãng, đúng không? Đây là một cái trường hợp khác. Cái gì đấy, cái thực phụ này, cái mụn trứng ở bên trái này, và cái này nó chạy vào đó. À, cái mụn trứng bên phải này nó to hơn này. Tôi kết thúc bài này bằng cái hình ảnh này. Bệnh nhân này 32 tuổi, sanh được khoảng nửa tháng. Bệnh nhân vô viện vì vô nằm ở khoa cấp cứu vì đau có chỗ phải nhưng mà không có sốt. Vì cái đau có chỗ phải thì nó đưa đến siêu âm nó có đủ thời hay không. Siêu âm thì mình thấy rằng là đây là một cái tử cung nó sạch, lòng tử cung nó sạch rồi, và có một cái nhân sơ tử cung ở đây. Nếu ngoài là sốc nhau thì đến nhân sơ tử cung 32 tuổi mình sẽ tự cung được cái chuyện rồi. Thế nhưng mà đây là nó ở trong giữa, thì các chị có thắc mắc gì trên hai cái hình ảnh mà mình đã đánh đè này họ thấy có hình ảnh nó bất thường không? Mình cắt qua đường bụng, cắt qua đường bụng, cắt dọc giữa bụng nào vậy? Mình thấy nó có cái gì đây? Rồi như nó có tóc nè, đây là nó có tóc nè, rồi đây nó có lúc quỳ chưa hết nè, tại vì anh chị chưa được học bài nên là quỳ nè. Rồi bây giờ mình làm tiếp, mình đưa cái dầu đầu vào trong đất thì mình thấy đây là cái bàn cái nó có cái tiểu nè, đây là cái cổ, cái cây cổ tử cung nó đang hé mở một chút nè, và phụ nữ sanh 14 năm nè. Như vậy thì nguyên một cái u nang bì, nên là cái u nang bì thì nó hay có những cái cấu trúc mô nó cũng lưng. U nang bì nó nằm ngay đường giữa, nó nằm trước tử cung, nó nằm phía trên một cái hình dung đó. Hình này nó quen thuộc quá đúng không? Rồi bây giờ mình cắt qua, mình cắt hết cắt ngang qua thì mình thấy là đây là cái u nang bì mới thấy. Rồi bên đây nó lại có một u nang bì nữa. Bây giờ như vậy là hai cái u nang bì nó nằm bên phải đó. Hình ảnh nó khác nhau. Cái u nang bì này là trên cái các dòng điện đầu tiên mình thấy đó, nó có những lúc bì và có tóc ở trong đó. Đó. Như vậy thì cái câu chuyện là mình không có chẩn đoán về mục tượng, còn mình lại xoay ra chẩn đoán là sống. Tại sao bệnh nhân này bị sống? Tại vì thứ nhất là bệnh nhân này có hai u nang bì bên phải. Hỏi bệnh nhân có biết là u nang bì không? Bệnh nhân này nói là biết có u nang bì bên phải. Qua rồi. Thế thì tại sao cơ chế ở đâu mà bệnh nhân này lại sống? Giờ thì cơ chế đó. Tại vì cái này đúng không? Khi mình mang bầu, cái thành bụng mình nó căng này này. Không, bây giờ mình sổ anh bé ra bộ nó sẽ cơ là bộ nó chưa kịp to, thành ra là cái bộ phận này nó không thể đưa ra sao thế ra. Rồi làm như vậy là cái dấu hiệu thấy nước mình làm qua được thành bụng luôn. Mình thấy đây là cái tử cung, thì cái giữa tử cung và bụng đực là mình thấy được cái nước nha. Đó thì có đưa đồ dò tới hơn một chút sẽ thấy được cái xuống nước đó. Rồi mình sẽ chuyển qua cái đầu dò, mình cho cái đốt đen màu vô, nó vẫn còn thiếu máu. Thì rút kinh nghiệm
của cái ông mà bị chết thì tôi mới gọi ngay cho cái không có trả lời kết quả này, vì thực ra đây là cái quy định mà mình để những trường hợp này mình sẽ không trả lời kết quả này, mà mình vừa làm xong thì mình sẽ gọi ngay cho cái bộ phận mà nó chịu trách nhiệm nhanh nhất là mình đưa ra cái kết quả là bệnh nhân bị sống bằng chứng và cái này còn là vào tù nên thực hiện ngay cái mổ. Nếu đó người ta mới hỗ trợ bên sản á để mà đưa lên phòng mổ và mình nói là kết quả sẽ có trong sau 5 phút cái gì chúng ta không, và những cái đó là nó đều là bằng chứng pháp lý hết. Sau này có thể tội gì á là nó pháp lý hết, rồi những cái vụ gì nào của bệnh viện á nếu mà không có vấn đề thì không giới thì có camera thì thường mình không phải á, nhưng mà khi cần thì xuất ra, thì những cái vụ gì nào của bệnh viện là người ta luôn lấy hết xong thì cần có tôi đã coi mà tôi báo rồi không, thì cái cách là vậy. Cho nên bệnh nhân này may mắn, và bệnh nhân này mổ ra thì giảm ra, người ta thấy rằng là đã sống 360 độ và người ta tháo sống ra và người ta cắt hai cái khu năng bì bên phải, như vậy thì mình sẽ bỏ tù được cái người ta. Rồi mình giải lao.